giá heo hơi hôm nay mùng 1 tháng 4, giảm nhẹ ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Giá heo hơi hôm nay, mùng 1 tháng 4 giảm 1.000 đồng mỗi kg giải rác, để mạnh trồng nguyên liệu tại chỗ để giảm giá thành chăn nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới về giá trong ngày hôm nay. Theo đó, 50.000 đồng mỗi kg tiếp tục là ngưỡng giao dịch cao nhất có mặt tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang thấp hơn một giá ở mức 49.000 đồng mỗi kg gồm có các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Heo hơi tại các tỉnh còn lại được giao dịch ở mức 48.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 48.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 48.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 48.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 48.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 48.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 50.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. Theo ghi nhận giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ giải rác một vài nơi. Sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, giá heo hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận được điều chỉnh xuống trung mốc 50.000 đồng mỗi kg, cùng với Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Đà Lạt. Thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 48.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Heo hơi tại các tỉnh còn lại đang được giao dịch với giá 49.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 48.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 49.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 50.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 48.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 50.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 50.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 50.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Cụ thể tỉnh Đồng Nai điều chỉnh giao dịch xuống mốc 50.000 đồng mỗi kg. 52.000 đồng mỗi kg đang là giá thu mua cao nhất được ghi nhận tại Vũng Tàu và Cà Mau. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang trong ngày hôm nay. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 50.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 50.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 50.000 đồng. Mỗi kg, Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg, An Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 51.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 52.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 50.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 50.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 50.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Giá heo trong nước có xu hướng giảm phản ánh đúng xu hướng chung của thị trường toàn cầu trong suy thoái kinh tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với nhiều tập đoàn lớn thúc đẩy trồng nguyên liệu tại chỗ để cân đối giá thành thức ăn chăn nuôi. Theo chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam, thời gian tới người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ sẽ giảm dần việc tái đàn nhưng sẽ giảm theo xu hướng từ từ vì chưa có tín hiệu giá lợn có thể tăng trở lại ngay, báo chính phủ đưa tin. Tại họp báo thường kỳ quý Y2023 ngày 31 tháng 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết giá heo hơi đang thấp không phải chỉ ở Việt Nam mà là xu hướng chung của toàn cầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây đứt. Gãy chuỗi cung ứng và tiếp sau đó là suy giảm kinh tế nói chung khiến người dân thắt chặt chi tiêu.